Ơi, đang quay thì có người gọi các bạn, nên là giờ em treo em nói lên đây. Thì đoạn đầu em có xách tay cho anh em xem này để thấy bộ phần của em nó đấy. Thì chim nó mới về nên là nó vẫn còn hơi sợ người một chút. Mà lại em này nó cũng thuần được khoảng 90% thôi, thì cũng chưa gọi là thuần đét đâu các bác nhá. Mà đầu mặt nét chơi bóng bộ rất là đẹp luôn. Em này thì các bác về có thể chăm bẵm thêm và anh em chịu khó gần gũi như tắm tát cho nó thì nó sẽ rất là nhanh quen các bác nhé. Đoạn đầu clip thì em đã có xách tay cho anh em thấy độ thuần đấy. Chim chơi cánh chơi đuôi các bác nhé. Từ cánh cao em này sung thì khả năng ôm cóng rất là cao này. Và đuôi khỏe đẹp. Đầu mặt em này thì tuyệt vời luôn các bác. Chân mỏ lông lá sáng màu thì rất là đẹp luôn các bác nhé. Họ tốt, chim thì mới về nhà em thôi. Nên là nó cũng chưa quen chủ cho lắm. Nên em cũng không có thời gian để gần gũi nó quá nhiều. Anh em mới nếu mà chim mới về anh em dùng nếu có mồi tươi thì cào cào hay giấy anh em dùng tay anh em bón cho nó ăn thì nó sẽ rất là nhanh quen chủ các bác nhá. Bộ này cũng rất là đẹp luôn các bạn. Chim đẹp, giọng hoa thay, chơi cánh chơi đuôi các bác nha. Em này thì đẹp cũng chơi vào được. Anh em kết, em này thì có thể alo cho em vào số điện thoại là 0978 67689 các bác nhé. Chim của em thì hiện tại thì tại Tuyên Quang và chúc toàn quốc cho anh em.